Chào tất cả các bạn trở lại với chương trình hỏi đáp của số công nghệ TND. Hôm nay mình trả lời một cái thắc mắc của một bạn độc giả có gửi đến chương trình, có tên nick là Hoàng Đỗ Ngô này. Bạn có comment là như này: trên 20 triệu mà còn mua Mac Intel, lùa thì cũng lùa vừa phải thôi ông ơi. Mua con M1 đằng nào cũng đập chết ăn thịt, rẻ hơn cả 5 triệu. Mình chào bạn nhé, cũng như chào mọi người nhé. Ở đây thì bạn đang comment trong cái bài, đó là mình review chiếc MacBook Pro i9 16 inch, RAM 32GB, SSD 512GB, VGA rời 4GB. Và hiện nay giá mình đang bán với chiếc máy này với phân khúc giá là trên 20 triệu một chút, tùy vào hình thức máy đẹp hay không. Và mình bán là phiên bản Mỹ mình xách tay về. Thì mình xin phép phân tích giữa phiên bản MacBook Pro M1 và 16 inch nó như nào nhé. Thứ nhất, nếu như bạn mua phiên bản M1 bây giờ với RAM 8GB, SSD 256GB, máy 99%, hiện thị trường có giá khoảng 18 triệu, máy sạch không MDM và bản phím quốc tế. Và thứ hai, nếu mà bạn mua phiên bản RAM 16GB, SSD 512GB, máy đẹp bây giờ, sạch sẽ là giá từ 26 đến 28 triệu tùy vào các shop bán ra, đúng không? Đây là máy cũ đã qua sử dụng nhá. Thứ hai thì mình khẳng định là CPU M1 nó mạnh tương đương i9 và thậm chí i9 đuối hơn trong một số trường hợp về hiệu năng, đúng không? Thì là CPU M1 ok hơn và đặc biệt M1 mát hơn và thời lượng pin ok hơn, đúng không? Nhưng mà giá thì cao. Còn là mình xin phép phân tích, đó là Pro 16 inch thì nó hơn cái gì? Thứ nhất là màn hình lớn dành cho các bạn mà cần cái thời gian làm việc nhiều, nhiều không gian làm việc trên màn hình. Màn hình 16 inch, độ phân giải lớn hơn và đặc biệt chất lượng loa trên dòng 16 inch là 6 loa, nghe hay hơn so với dòng 13 inch. Và nữa là RAM 32GB thì ăn đứt RAM 8GB và RAM 16GB. Nếu như các bạn phải sử dụng những cái ứng dụng phần mềm cần nhiều RAM thì đồng nghĩa việc là 8GB quá nhỏ và 16GB sẽ là không đủ. Nếu như các bạn chạy máy chủ, máy ảo, các bạn chạy giả lập hay lập trình, hay các bạn mở nhiều ứng dụng liền một lúc mà cần nhiều RAM thì chắc chắn là Pro 16 inch nó ăn đứt rồi. RAM 32GB cơ mà, đúng không? Và giá rẻ hơn. Còn nếu mà các bạn mua 16 inch M1 mà hàng đẹp chuẩn chỉnh, 16GB SSD 512GB, từ 30 đến 33 triệu, có nghĩa là đắt hơn khoảng 10 triệu hoặc hơn 10 triệu một chút nếu mà cùng cái 16 inch đấy, đúng không? Và cái quan trọng nữa đó là Pro 16 inch 2019 nó chạy được Windows, chip Intel, nó cho phép bạn chạy cả hai nền tảng, cái hệ sinh thái đó là macOS và Windows chạy song song được. Trong cái đó M1, M2 và M3 chỉ có thể chạy giả lập được thôi. Nếu như các bạn bắt buộc phải sử dụng các ứng dụng về phần mềm chạy trên nền tảng Win thì 16 inch là một sự lựa chọn rất tốt. Cần những yếu tố như vừa rồi thì bạn hãy chọn. Còn cái quan trọng nhất khi các bạn mua bất kỳ một dòng sản phẩm gì: thứ nhất, các bạn bỏ ra bao tiền; thứ hai, nó có phục vụ được cho các bạn hay không. Còn nếu như các bạn mua sản phẩm về mà nó không phục vụ được các bạn, đồng nghĩa việc lãng phí, vứt bỏ đi, đấy, đúng không? Còn bây giờ thì mình mời anh em tranh luận đấu đá trên này thoải mái luôn, xem mình nói đúng hay nói sai. Mời các bạn nào so sánh với phiên bản đã M1 đấy và Pro 16 inch. Vâng, thưa các bạn, là trọng lượng tổng thể của chiếc MacBook 16 inch này đó là 2,1 cân các bạn ạ. Máy được làm bằng hợp kim nhôm CMC nguyên khối của Apple quen thuộc. Đây là màu silver, màu trắng bạc các bạn nhé. Logo táo quen thuộc được mạ chrome này. Máy có 4 cổng Thunderbolt nhé. Đây các bạn thấy là 2 cổng bên phải, cổng vẫn cổng phone, cổng mic với giao tiếp 3,5. Đây, thiết kế các bạn thấy là cực kỳ tinh tế, tinh xảo này. Đằng trước nó chỉ có một cái G để các bạn mở máy ở đây thôi. Bên này cũng có 2 cổng nữa. Với cổng Thunderbolt này thì các bạn có thể ra băng thông ra bên ngoài lên đến 40GB/giây. Mọi người có thể cắm các thiết bị ngoại vi như là màn hình hoặc các thiết bị như là eGPU cắm hình rời từ bên ngoài để tăng tốc độ xử lý cho chiếc máy cũng chạy được luôn. Đây bên dưới này các bạn thấy này, thiết kế là những cái khe này vừa là tản nhiệt vừa là loa nhé các bạn nhé. Những cái ốc 6 cạnh như này. Đó. Không khí sẽ được đẩy ra đằng sau, những khí nóng được đẩy ra đằng sau như này. Vỏ máy được làm bằng hợp kim nhôm và Apple gọi đây là nhôm tái chế, rất tốt cho môi trường này. Tản nhiệt cũng rất nhanh. Vâng, thưa các bạn, đây là mặt trước của chiếc máy này. Các bạn này đó là touchpad này, cực sướng luôn. Apple được mệnh danh là một trong những chiếc MacBook, một trong những chiếc máy tính có cái chuột dùng sướng nhất thế giới. Nó hoàn toàn cảm ứng đa điểm giống như trên màn hình điện thoại iPad, iPhone. Dùng sướng lắm. Đây là thanh touchpad này các bạn này. Đây là phím mật nguồn, cũng là con chip bảo mật vân tay đây nhá. Màn hình 16,2 inch. Loa này, chiếc máy này được trang bị 6 loa. Ở thời điểm ra mắt thì chiếc máy này có giá bán lên tận gần 100 củ các bạn ạ. Đây này, có i9 2.4, bạn sẽ thấy cực khỏe, nó RAM 32GB. Vâng, thưa các bạn, đây là bản cực kỳ đặc biệt này, AMD Radeon Pro 5500 8GB. Đây còn cả màn hình khủng nhất trên dòng MacBook 2019 các bạn nhé, 8GB các bạn này. Bên dưới là card đồ họa on này,
Intel UHD Grafx 630 các bạn nhé. Các bạn ơi, độ phân giải của màn hình đấy ạ, 16 inch. Độ phân giải của nó là 3072 x 1920. Đó, cao hơn so với dòng thế hệ cũ đó là 2880 x 1600. Các bạn sẽ nghe thấy 6 loa của nó để nghe kinh khủng rồi. Tí thì mình sẽ nói về loa sau. Thưa các bạn thì vẫn trên nền tảng đó là MacBook Pro Retina 16 inch IPS. Đấy, thương hiệu rất lâu của Apple rồi. Mật độ điện ảnh đạt 226 ppi. Đó, độ phân giải 3072 x 1920. Và độ sáng trên màn hình thì vẫn đạt là 500 nits các bạn ạ. Độ sáng 500 nits các bạn nhé. Tỷ lệ bao phủ màu đạt 100% sRGB và 78% AROC RGB. Nói chung thì màn hình của Apple thì chắc có lẽ là chúng ta không chê được vào đâu rồi. Độ sáng hoàn hảo, tỷ lệ bao phủ màu cao sẽ giúp các bạn thiết kế đồ họa cũng như mọi thứ đều trung thực hơn. Nếu mà so sánh với màn hình OLED trên dòng sản phẩm MacBook thì chưa có. Trên các dòng sản phẩm như là Dell XPS 7590 này, các dòng khác của HP này và là các dòng của ThinkPad này, thì mình vẫn thấy chim ưng trên các dòng sản phẩm của Apple. Mặc dù đây mới chỉ là 3K và họ không chạy đua về công nghệ độ phân giải, nhưng nếu mà sử dụng MacBook quen rồi, thành ra cũng nghiện, mình cũng không thích đổi sang dòng sản phẩm khác. Nếu âm thanh và hình ảnh thì đây là tuyệt vời, đặc biệt là loa cải tiến này, mình sẽ mở to nhé. Các bạn nghe thấy có rõ ràng không ạ? Trong phòng hơn 20 mét của mình thì chắc có lẽ nó như một cái 3 mm, không cần phải kết nối ra tai nghe hay cắm loa ra bên ngoài. Nếu các bạn nghe trong phòng thì thấy rất đã luôn. Âm bass rất chắc với công nghệ đó là Dubai Atmos của Apple. Rất hay luôn đấy các bạn ạ. Tóm lại, nếu mà dòng của sản phẩm giải trí và âm thanh và hình ảnh thì có lẽ dòng sản phẩm MacBook Pro 16 inch là đẳng cấp nhất. Và mình sẽ chấm cho thang điểm của âm thanh và hình ảnh sẽ là thang điểm 10. Góc nhìn của màn hình IPS thì đạt 178 độ nên các bạn có thể làm việc rất thoải mái luôn. Vâng, thưa các bạn thì với việc chính của mình thì là YouTube thì mình hay dựng các video 4K. Cụ thể là hàng ngày mình quay, mình đánh giá sản phẩm thì mình vẫn dùng trên dòng sản phẩm MacBook. Năm ngoái thì tớ đã dùng dòng sản phẩm đó là Core i9 của dòng sản phẩm 2018. Vậy thì đợt này thì mình sẽ trải nghiệm thử trên phiên bản đó là 16 inch, xem sức mạnh của nó có hơn hay không các bạn nhé. Và các định dạng video mình làm đều là video 4K, xem cho nó nét. Các bạn sẽ thấy đây là 4K, độ phân giải của nó là 2160p, 4K UHD nhé. Mình sẽ thử này. Đây là một đoạn video hơn 1 phút mà mình thêm tương đối các hiệu ứng về kỹ xảo. 1, 2, 3. Trên cái dòng laptop Win thì mình làm nhanh nhất thì cũng sẽ mất khoảng 40 giây. Ví dụ như con Quotition hôm vừa rồi mình làm nó là 7980HQ. Đấy, chiếc thế thứ 7 mạnh nhất. Và Quadro đó là M1200 thì mất khoảng 40 giây. Đó. Trên cái dòng máy gaming thì nó sẽ tầm khoảng hơn 40 giây. Ủa, con này nhanh hơn nhiều, sợ thật. Ôi, thưa các bạn là Mac nó còn làm tốt hơn nữa các bạn ạ, chỉ có 27 giây. Nếu thực sự một đoạn video hơn 1 phút mà mình dựng trên các laptop, kể cả con mạnh nhất là Core i9, thì mình chưa thấy một chiếc máy nào có thể rút ngắn cái thời gian edit xuống chỉ có 27 giây. Thời lượng video đó là hơn 1 phút này, mình đã chọn sẵn này. Chứng tỏ là MacBook này họ tối ưu phần cứng của họ rất tốt, mặc dù đây chỉ là Vega 4GB và một con Core i7 nữa các bạn ạ. Nói chung là rất hài lòng nếu thực sự các bạn là một YouTuber để edit video định dạng 4K, dựng video phim 4K trên chiếc máy này là ok. Vâng, thưa các bạn thì thiết kế giống y hệt so với dòng sản phẩm chip của Intel, đó là chiếc MacBook M1. Thiết kế bên ngoài y hệt luôn các bạn ạ. Trọng lượng tổng thể của máy đó là 1,37 kg, vẫn là táo chrome quen thuộc, vẫn là nhôm nguyên khối như này và vẫn có các màu đó là gray như này và màu silver trắng bạc các bạn ạ. Đây, đặc trưng của Apple. Và với dòng sản phẩm này thì các bạn sẽ thấy là nó chỉ có hai cổng Thunderbolt thôi. Và bên này nó là một cổng giao tiếp đó là 3.5 để chúng ta kết nối các tín hiệu âm thanh ra bên ngoài. Vâng, thưa các bạn là chúng ta vẫn có thiết kế quen thuộc, camera được nằm chìm ở bên trong. Đây là màn hình 13.3 inch. Đây, các bạn thấy là bàn phím quen thuộc, phím cắt chéo.
nó hoàn toàn cảm ứng các bạn ạ, sáng tối màn hình các thứ ở đây hết nhá. Đây, bàn phím các kiểu. Còn đây là phím bật nguồn, vừa là tích hợp bảo mật vân tay. Đây các bạn sẽ thấy là phiên bản Max chạy này. Đây, nó ghi rõ là M1/2020, RAM 8GB, đây là serial number của máy này. Ổ cứng của chúng ta có phiên bản là 256GB và chúng ta sẽ có phiên bản tại thị trường Việt Nam là 512GB nữa các bạn ạ. Màn hình của nó này vẫn là độ phân giải quen thuộc, đó là 2560 x 1600. Đầu tiên tớ quan tâm đó là chất lượng của âm thanh và màn hình. Đây các bạn thấy là vẫn là màn hình Retina các bạn ạ. Chà chà. Nói chung thì âm thanh và hình ảnh của Apple thì chưa bao giờ làm người hâm mộ phải thất vọng các bạn ạ. Độ sáng của màn hình đạt 500 nit các bạn ơi. Và đây là công nghệ màn hình chi tông cảm biến theo môi trường. Tỷ lệ bao phủ màu của nó lên đến 100% sRGB và 88,3% Adobe RGB. Tỷ lệ tương phản của màn hình cực cao, 1759 trên một điểm đen các bạn ạ. Mật độ điểm ảnh của nó thì vẫn là 227 PPI các bạn nhé. Độ sáng 500 nit. Chất lượng âm thanh quá đỉnh trong một cái phòng nhỏ như này, nghe quá sướng luôn. Các bạn có thể nghe thấy chất lượng âm thanh trong cái phòng của mình nghe rất sướng. Xem phim nghe nhạc đẳng cấp luôn nhá. Âm thanh của nó rất lớn. Rất lớn các bạn ạ. Bây giờ phần quan trọng nhất đó là phần test hiệu năng thực tế của phiên bản này. Các bạn thì thấy là các ứng dụng mình bật thử các bạn nhé. Đây các bạn thấy là hiệu năng render của nó này, một con CPU cực kỳ khỏe. Mình sẽ chấm điểm đơn nhân và đa nhân. Đây là phần mềm CPNR 23. Đây, mình chấm điểm đơn nhân với đa nhân. Các bạn có thể nhìn thấy này. Đó. Và CPU này của nó là 8 core 3.2 này, các bạn nhìn này, 8 core luôn này. Các bạn ơi, Wi-Fi trên máy được tích hợp đó là Wi-Fi 6 các bạn ạ. Và nó là Wi-Fi kép, rất là khỏe luôn. Vâng, thưa các bạn, quan tâm nhất đó là chúng ta có thể dựng được video 4K trước M1 hay không. Thưa các bạn, đây là Adobe Premiere 1, 2, 3. Các bạn thấy đây là đoạn video 4K với dung lượng hơn 1 phút và mình chọn ở đây là High Quality. Cực kỳ nặng luôn các bạn ạ. Trên Mac nó có cả file đồ cắt, dùng rất là tiện nhưng mà mình quen dùng bằng phần mềm này. Ôi chà ôi, nó chạy nhanh này á. Các bạn ơi, các bạn phải nhớ chiếc máy này không được tích hợp Vega rời. Không được tích hợp Vega rời mà nó xử lý chạy được như này. Phải nói là đẳng cấp của công nghệ. Úi chào. Cái này chưa có khi chỉ vài chục giây được các bạn ạ. Giây. Vãi cả trưởng luôn, 33 giây. Một chiếc máy không được trang bị Vega rời, chỉ là chip M1. Thế bảo là mình điểm chấm của nó mình xem nó xem nào. Nó mạnh và tương đương i9. Vâng, thưa các bạn, là mình vừa phân tích cái hơn cái được giữa phiên bản MacBook Pro M1 13 inch và 16 inch đồng giá ở phân khúc khoảng từ là đầu tư 20 hoặc hơn 20 triệu một chút. Mong rằng đây là những cái kiến thức bổ ích để các bạn có thể lựa chọn những chiếc máy đúng với nhu cầu và tầm tiền của mình. Hy vọng là các bạn đồng hành và ủng hộ kênh nghệ của TND bằng cách đăng ký kênh nhé. Nhớ là bấm chuông bên cạnh để chúng ta có thể cập nhật các bài tư vấn mới nhất của shop. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại.